Đó, hôm nay tiếp tục thì em về lửa cho anh em nè. Đó, đây anh em. Đó là về hàng lửa cam nha. Đây, về được 5 thùng. Mà đặc biệt ngày hôm nay là lửa máy anh em. Lửa máy bổi nha. Mười mấy con, gần 20 con luôn, lửa máy nha. Đó. Rồi thì lửa máy em bán là 200 nha, còn lửa bổi ở đây nè, lửa bổi ở đây cũng rất là nhiều, anh em qua anh em lửa thoải mái luôn. Thì lửa bổi là 200.000. Còn mà hàng lỗi đuôi á, đây, hàng lỗi đuôi là trên đây nè anh em. Đó, lỗi đuôi nè. Đó thì hàng này á là giống như hai cái đuôi nó vậy nè. Đó là hàng bình thường, hàng đẹp thì em bán 200. Còn nó bị như vậy, nó bị mẻ như vậy hoặc là bị gãy như vậy hoặc là mất luôn á, thì cái đó là em bán 120 nha anh em. Đó, 120 một con nha anh em. Đó thì anh em xem, anh em thích bắt con nào á thì anh em cứ bắt. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết kỹ hơn cho anh em xem nha. Rồi, hello anh em, hôm nay bên em về lửa về chích chè lửa và về được 4 con chích chè than à. 4 con chích chè than nha. Lửa đợt này về mẫu đẹp à, mẫu đẹp nha. Nhưng chích chè lửa vô mùa này là chim thay lông nhiều nha anh em. Chim thay lông rất là nhiều. Đó, thì cái thuận lợi của mình á là anh em về nuôi một thời gian thì anh em sẽ có một con lửa thuộc lông lá mới hoàn chỉnh. Đó, nhưng mà về cái bất lợi á thì ban đầu anh em nhìn con chim nó sẽ xấu nha, chóc lông chóc đầu tùm lum hết á, thiếu hụt lông kính thưa các kiểu. Rồi thì hôm nay đặc biệt có một cái gì nè anh em, lửa mái em về cực kỳ nhiều. Lửa mái thì hiện tại của em, để em đếm rồi, 2 4 6 8 9 13 13, bên đây một nữa, 14 14. Thì một con ga lồng nữa, con đuôi là 14,2 à. Đó là 15 con lửa mái nha anh em, 15 con lửa mái. Đây, những cái thùng hàng em về được 5 thùng. Thì trong đó có một con lửa mái bị hụt đuôi, bị thiếu đuôi nha. Đó, thì đuôi của nó đến 14 mấy lần. Đây, để em đưa bạn quay rồi em đo cái đuôi con lửa mái cho anh em xem. Đây anh em, bấm đầu chân lông nha. Bấm đầu chân lông thì tương đương với mình đo cái phao dầu anh em. Thì cộng lao của nó nè. Đây, 14,6, 14,7 nha anh em, 14,7. 14,7 thì em không biết nó là con lửa mái nào cả. Đó, thì anh em qua cứ bắt thanh xu 14,7 giờ giá cũng phải là tầm 3 triệu anh em. Đây, còn lông con lửa mái nha. Nhìn là biết lửa mái. Rất là tơ luôn nha anh em. Đây là cái lông là gọi là lông giống như mùa đầu á. Mùa đầu từ chim con lên truyền á, thì cái lông này là lông chim mép á anh em. Lông này gọi là lông của chim mép á, thì nuôi nó sẽ ra dài hơn nữa nha anh em. Đó thì ok, ở trong đây có vài con hụt lông, nhưng mà anh em qua xổ số đi, để mình xổ số đi, chứ em không để những con hụt lông ra riêng nha. Em không để ra riêng. Rồi ok anh em. Còn lửa, đối với em một con lửa mái, em nói đợt này em cũng dặn đánh mái nhiều, thì em đang bán lửa mái với giá là 200.000 anh em ạ. Đó, và anh em nuôi cái là có con chim thay lông mới, chim thuộc thay lông mới chơi rất là lạ anh em ạ. Rồi ok anh em. Tiếp theo nữa anh em, thì lửa mái anh em, thì mùa này nó còn đẻ được hay không? Đó thì cái câu hỏi này đối với anh em chơi AV á thì cũng sẽ thắc mắc nhiều về cái chuyện này nha anh em. Thì em xin cam đoan với anh em, lửa mái hiện tại bây giờ vẫn có con đẻ được à. Đây, em điển hình cho anh em ạ. Đây là con lửa mái bông mùa của em nha. Đây, nó chỉ ít bông thôi. Nghĩa ơi, để cái lồng này xuống đất cho anh. Đây, nó rất là ít bông nha anh em. Con này là được 7 cộng bông. 7 cộng bông, chim 3 mùa anh em. Để em quay. Quay chính xác luôn. Đó,
thì lửa mái mùa này vẫn đẻ được nha anh em. Thì trứng của một con chòe lửa thì nó sẽ như thế nào ạ? Thì để em con này là mới đẻ trứng nha anh em, chỉ được 7 cọng bông thôi. Đây, trứng chòe lửa thì nó sẽ có màu màu xanh ngọc lục, màu xanh ngọc lục bảo anh em. Đây anh em, đó, đây là trứng chòe lửa nha, nó to khoảng bằng đầu ngón út thôi đó, nó sẽ như vậy nha anh em. Đó thì màu của nó xanh, nó xanh ngọc lục bảo, cái màu này gọi là màu xanh ngọc lục bảo. Thì trên đầu trứng á, nó sẽ lem đen như vậy nè đó, nó chỉ bự bằng cỡ đầu ngón út thôi nè đó. Thì em cam đoan với anh em là mùa này, đến thời điểm này, chòe lửa mái nếu anh em thả avi chăm sóc đầy đủ vẫn có thể đẻ trứng được nha anh em, vẫn có thể ấp nở con được à. Đó, đây là em điển hình một quả trứng chòe lửa để anh em xem à. Đó. Rồi, ok anh em. Rồi tiếp tục để em lên thử cho anh em lửa tại sao em nói đợt này về lông lá xấu nhưng mà chim đẹp nha anh em. Đây, ví dụ em điển hình đi. Đây là một con lửa sẻ chân trắng móng trắng, cổ thắt cánh gà nha anh em. Rất là đẹp nha anh em. Đó, rướng cái cổ lên kinh khủng quá. Đó, anh em nhìn cái cổ hết hồn luôn anh em. Chân cao nha, con này đuôi chỉ khoảng 17 thôi, 16 mấy 17 thôi. Lên cầu anh em. Đó, rồi tiếp nữa nè anh em, lửa lỗi nè. Đó, hết hồn luôn anh em. Rồi để em nãy em thấy dưới đây có một con đuôi tôm, đuôi ngắn thôi nhưng mà tôm à. Để em kiếm em quay luôn, quay lửa mà khuyên nó bắn bấy bá. Đây, lại tiếp tục là cái con đang đứng trên cầu nè anh em, tôm nhẹ nha. Đó, đuôi lá hẹ tôm nhẹ đó, nó mới tập đó. Đó, còn ở dưới bố lồng đây cũng rất là đẹp nè anh em. Đó, cặp này chim đẹp à. Rồi anh em cứ quẹo lựa nha. Còn mái á, mái nè anh em, nhìn con đứng trên cầu nè, con này là tơ nha, con này tơ, con này đuôi khoảng 12 mấy, gần 13. Đó, bụng trắng nha anh em, tơ bụng trắng, đuôi 12 mấy với 13. Con này anh em nuôi bao luôn mùa sâu ra đuôi dài à. Đây, con tôm em nói đây, con đó, nó đang quay lại đây nè. Con này đuôi gần 18 nha, 17,9 anh em. Đó, gần 18, đuôi hơi tôm, đuôi cân nha, không son le gì cả. Đây, nó quay lại rồi đây. Để mè mè cái đuôi nó đang gác lên con khác à.
cái độ hơi thơm vậy nè anh em. Rồi thì lông lá riêng chích chè lửa anh em chơi đợt này thì mùa này vô mùa thay lông rồi anh em ạ. Vô mùa thay lông rồi, lông con chim nó không có được đẹp đâu. Chóc đầu rụng, lông trên đầu chóc mép tầm lum vậy hả? Ôi chà, nó rướng lên đẹp quá. Đây rướng lên quá đẹp anh em. Cái con mà nãy em nói sẽ cổ thắt. Rồi anh em có nhu cầu nuôi chích chè lửa, cống mái cứ ghé bên em nha. Đó, cứ ghé bên em. Đó, quẹo lửa. Đó, cổ thắt ghê không anh em? Cổ thắt cánh gà mẫu sẻ. Rồi anh em mua chích chè lửa cứ ghé bên em, chống mái có đủ nha anh em, tha hồ lựa chọn. Anh em về được 5 thùng. 5 thùng của bên em thì cũng phải tầm năm mấy 60 con á. Đó. Đó còn là hàng đuôi dài, để em lên clip xong nha anh em. Em sẽ lên em quay xong mớ bổi này em sẽ lên clip đuôi dài gửi anh em ạ. Rồi ok anh em. Rồi được ít đuôi dài thôi. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay từng con cho anh em dễ lựa ha. Đây, con đầu tiên anh em. Con này là con lồng số 1 đi ha. Đó, lồng số 1. Đây. Con này là đuôi là 19,5 nha anh em. Đuôi 19,5. Đó, bộ nhỏ nha anh em. Đó, đuôi thì đuôi đều nha, không so le nha anh em. Đó, mắt móng mỏ thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đó thì con này là lồng số 1, đuôi 19,5. Thì con này em bán cho anh em á là 700.000 nha anh em. Đó, con này đẹp ghê không? Đó. Rồi, đây là lồng số 1 nha. Rồi, tiếp theo lồng số 2 anh em. Lồng số 2 thì con này là đuôi là 18,5 nha. Đó, đuôi là 18,5 nhưng mà nó còn có một lao anh em. Đó, nó còn có một lao nhưng mà con này thì cao cầu nha. Đó thì con này em bán cho anh em á là 250.000 nha. Đây là lồng số 2. Rồi, tiếp theo lồng này là lồng số 3 anh em. Lồng số 3 thì con này đuôi là 18,7 nha. Đuôi 18,7 thì con này á đuôi 18,7 nhưng mà một đuôi của nó bị so le anh em. Đó. Còn cái đuôi dài nhất thì em đo được là 18,7 nha. Đó, thì con này em bán cho anh em á là 250.000 nha. Đó, lồng số 3 nha. Rồi, tiếp theo, con này là lồng số 4 anh em. Lồng số 4, con này là đuôi là 18 nha. Đó, nhưng mà con này tạch nhiều nha anh em. Đây. Con này tạch nhiều nha. Đó, mắt móng mỏ thì cũng đầy đủ luôn nha. Không tật lỗi. Thì con này là lồng số 4, thì con này em bán cho anh em á là 300.000 nha. Rồi, tiếp theo, này con này tạch rất là nhiều. À, anh em thấy không? Đó, đã không? Rồi, lồng số 5 nha. Tiếp theo là lồng số 5 thì con này đuôi là 18,3. Con này thì cũng tạch nhiều anh em. Đó. Đây. Rồi, 18,3 nha. Thì con này em bán cho anh em á là 300.000 nha. Rồi, tiếp theo lồng này là lồng số 6 anh em. Đây, lồng số 6. Con này thì đuôi 18,4. Đây, 18,4 nha. Đó, nhưng mà con này anh em nhìn cái đầu của nó đã không? Nó đang bị cái đầu nó đang rớt lông anh em, chứ không phải là nó bị trọc đâu nha. Nó rớt lông anh em thấy cái mấy cái đầu ở trên đầu nó lông ống nó ra nhiều không. Đó thì mấy con này thì về anh em có lồng á, anh em thả AV anh em ôm lông nó rất là nhanh, tại giờ nó đang rớt rồi. Đó thì nó ra nó là thành chim mùa. Đó. Rồi, con này là lồng số 6 nha, 18,4 nha, giá 300.000 nha. Rồi, tiếp theo con này là con lồng số 7 nha anh em. Lồng số 7, con này đuôi là 18,7 nha. Đó, 18,7 thì con này em bán cho anh em á là 400.000 nha. Đó, con này là lồng số 7 nha anh em. Rồi. Tiếp theo. Con này là lồng số 8, lồng số 8 nha. Con này thì đuôi là đuôi 18 nha anh em. Lồng số 8 nha, đuôi 18, bộ sẻ cao cậu nè. Đó, con này thì rất là tỉnh chim nha. Đó thì con này em bán cho anh em á là 300.000 nha. Rồi, tiếp theo, con này là lồng số 9.
đây lồng số 9 nha. Con này là đuôi là 18 nhưng mà nó so le nha anh em. Đó. Rồi thì con này em bán cho anh em á là 250 nha anh em, 18 so le nha. Rồi, tiếp theo. Con này là lồng số 10. Lồng số 10 nha anh em. Thì con này đuôi là 19,3 nha anh em, đuôi 19,3. Đó, con này thì nó có một cái chấm bông lớn nha. Đó, chấm bông lớn ngay đầu anh em thấy không? Đó. Nhưng mà nó bị lỗi móng nha anh em, nó bị lỗi móng thì kiểu giống như nó bị quẹo thôi. Móng nó quẹo nhưng mà nó đứng thì nó vẫn bình thường. Nếu mà anh em nhìn kỹ thì anh em mới thấy thôi, chứ còn mà nhìn phớt qua thì không thấy. Đó. Nó cái lỗi này cũng lợi nhẹ chứ nó cũng không có đáng kể anh em. Đó, thì con này đuôi 19,3 có một chấm bông lớn nha. Thì con này em bán cho anh em á là 500.000 nha anh em. Đây là lồng số 10, giá 500 nha. Đó thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em. Thì em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào.